Rồi, bên chào anh em đang xem kênh Nhân chăm sóc mai vàng ha. Trước tiên thì chúc anh em có được ngày làm việc vui vẻ, tràn đầy thành công nha anh em. Trong clip ngày hôm nay á, mình chia sẻ đến với những anh em mà mới bắt đầu tập chăm sóc cây mai á, thì về cái việc mà phải sử dụng phân bón, phân hữu cơ cũng như là vô cơ, cái cách sử dụng như thế nào cho nó an toàn, giúp cho cây nó phát triển ha, phát triển theo cái ý muốn của anh em á. Rồi bên cạnh đó mình tránh đi được những cái việc mà dư phân anh em, phạm phân rồi đó, thì nó dư ít á, thì nó bị ảnh hưởng đến cây, cây nó yếu dần, và nếu mà dư nhiều một chút thì cũng có thể cây chết luôn, không cứu được anh em. Cái việc mà dư phân bón nhiều là khó cứu cực kỳ luôn. Cái bài chia sẻ ngày hôm nay của mình á, là theo mình nghĩ đối với những anh em mà đã tập chăm mai một vài năm rồi á, thì cũng tương đối dễ với anh em thôi, vì cũng những điều cơ bản trong cái việc mà sử dụng phân bón thôi anh em. Nhưng mà đối với những anh em nào mới tập chơi á ha, thì cũng chưa hẳn là đơn giản đâu ha, vì mình cũng bắt gặp những câu hỏi của anh em, là mình biết là cũng có rất nhiều người phạm phải sai lầm, ngay chính cả bản thân mình ngày xưa cũng vẫn vậy anh em. Cách đây nếu mà mình nó độ khoảng thôi nha, không chính xác lắm, khoảng 20 năm trước á, mình bắt đầu tập tành chăm những cây mai nhà của mình á. Lúc đó mình có một vài cây thôi nè ha, một hai ba cây gì đó là mình chăm để chơi Tết á, vì mình rất là yêu quý cây mai vàng luôn ha. Tết nào cũng qua ngắm nghía bên các cái chợ hoa cả, rồi cũng để dành tiền cũng mua được cây hai cây về chơi Tết, xong năm sau là không chăm nổi có hoa nè, thậm chí là nó chết dần, chết dần, chết dần. Rồi á, nó không chết dần á, thì mình bị phạm phân, nó chết ngay luôn. Mình cứ nghĩ là nó không tốt, nó không tốt được thì cứ đưa phân vào mình cũng chẳng biết liều lượng đâu nè. Ngày xưa á, nói ngày xưa thì hơi quá đáng, thì cũng khoảng 20 năm trước rồi, thì như anh em biết đó, học mà mình tập chơi mai, mình học những cách của những nhà vườn rất là khó luôn, không ai chia sẻ cho mình biết cả. Và nếu họ muốn chia sẻ mình thì họ làm sao họ chia sẻ, đâu giống như ngày nay đâu, chia sẻ lên các trang mạng ha. Ngày xưa muốn học chăm mai là phải tìm sách đọc, hiểu được bao nhiêu thì hiểu, mà đọc nhiều khi sách các nhà in ấn người ta in cũng sai chữ thì mình cũng tự chịu luôn, không giống như thời điểm hiện tại bây giờ ha. Mạng miết rồi, điện thoại thông minh, thì những anh em nào á mà mới tập chăm mai á, muốn biết cách chăm thì quá dễ ha, chỉ cần gõ vào YouTube thì gõ hiện lên rất là nhiều kênh, cả trăm kênh hơn nữa. Thì quan trọng là anh em chọn lựa cho mình một cái kênh nào đó mà anh em tin tưởng, thì theo những cách làm của họ thì anh em trong vòng một năm cũng chăm được cây mai thôi à. Bên cạnh đó, nếu mà có những việc gì mà anh em chưa hiểu thì anh em cũng có thể comment hỏi. Chứ ngày xưa mua sách về coi, lấy đâu ai để hỏi, đúng chưa anh em? Rồi, quay trở lại vấn đề ngày hôm nay nha anh em. Thì khi anh em muốn sử dụng phân bón hiệu quả trên cây mai của mình á, hoặc là những cây kiểng khác cũng vẫn vậy, thì anh em nhớ chú ý 3 điểm rất cơ bản nhưng mà nó rất là đặc biệt quan trọng mà mình sẽ nói trong clip này ha. Việc thứ nhất, trước khi sử dụng phân bón á, anh em phải cần luôn luôn nhớ trong đầu mình á, cây nếu mà thiếu phân bón vẫn có thể sống bình thường được, tuy không phát triển như những cây đủ dinh dưỡng, đủ phân bón ha. Đó, nhưng cây mà nó bị dư phân, nếu á, dư ít thì dẫn đến cây có thể bị suy ít một chút ha, nhưng mà dư nhiều cũng có thể cây bị suy nặng và cũng có thể chết luôn, không cứu nổi. Đó, cái này là mình nói chung luôn, là phân hữu cơ cũng như vô cơ ha, đều sử dụng nhiều thì đều bị phạm phân hết. Đó. Còn cái phân hóa học là phân vô cơ thì người ta sản xuất ra, người ta bán cho mình rồi, mình không tự sản xuất được đâu nè. Còn cái phân hữu cơ có thể anh em tự ủ ha, phân gà hay là phân bò rồi gì đó, vân vân nha. Thì nếu mà anh em muốn sử dụng cho cây, anh em phải là ủ hoai mục
và làm cho nó sạch nấm bệnh trong trong các loại phân này anh em. Chứ nấm bệnh trong phân phân chuồng rồi đó, phân chuồng phân bò đó là nó rất là nhiều ha. Cho nên á là khi sử dụng phân hữu cơ, anh em nhớ chú ý là phải ủ cho hoai mục và sạch nấm bệnh nha. Nếu mà anh em nào sử dụng mà vô tình sử dụng phân tươi á, ngày xưa mình cũng đã từng sử dụng phân tươi là phân bò cho cây chết ngắt và mình trộn thẳng vào chất trồng luôn. Không nên sử dụng kiểu này anh em. Phải ủ hoai mục rồi sử dụng cho cây với liều lượng cũng vừa phải thôi. Và đó là điểm chú ý thứ nhất mà anh em cần ghi nhớ ha. Còn cái điểm thứ hai là bón phân cho cây không nên tính chậu nha anh em. Vì có nhiều anh em á có đặt câu hỏi là mai trồng trên chậu 5 hay chậu 7 gì đó thì bón bao nhiêu là vừa, bao nhiêu là đủ. Không nên tính chậu được anh em, vì cũng có thể cùng một cây giả sử hoành 30 người ta vẫn đưa vào chậu 5 được, cũng có khi hoành 30 mà người ta trồng đến chậu 7 lần anh em. Cho nên khi bón phân cho cây mình tính bề hoành của cây bao lớn và cái bộ tán của cây lớn hay nhỏ thôi. Nghĩa là nếu như hai cây cùng bề hoành ngang nhau đó, một cây tán nhỏ có thể là cây đó chơi bonsai, một cây tán lớn có thể là chơi mai tàn, thì cũng sử dụng phân bón với liều lượng khác nhau nha anh em. Cây lớn á, thì mình có quyền cho ăn phân nhiều hơn cây nhỏ thì cái này là dễ hiểu rồi. Nhưng mà cây cùng bề hoành ngang nhau mà có bộ tàn rộng hơn, nhiều hơn, lớn hơn thì mình vẫn cho ăn phân được nhiều hơn cây cùng có bề hoành nhưng mà bộ tàn nhỏ hơn, hoặc bộ tàn chơi bonsai rồi gì đó. Nhưng mà phải đảm bảo liều lượng thì từ bằng hoặc ít hơn liều lượng của nhà sản xuất đưa ra nha anh em. Đó anh em xem ha. Ở ngoài kia thì mình có một cây cũng hoành cũng cỡ 31 thôi, nhưng mà nó mình chơi nó cao hơn, với lại là bộ tàn có thể là sau này nó rộng nó lớn đó, thì mình vẫn có quyền cho ăn phân nhiều hơn ha, nhiều hơn những cây mà cùng cùng bề hoành ngang nhau nhưng mà mình chơi lùng lại, lùng lực thì nó khác, bộ tàn nó gom gọn lại thì nó khác. Như ở bên phía bên này mình cũng có cây mai phôi mà trồng năm trước nè, có bề hoành cây này thì hoành 31 nha anh em. Nó cũng bằng với cây lớn ở ngoài kia vậy đó. Nhưng mà vì nó lùng, nó tàn nó ít hơn thì mình có thể mình cho ăn phân ít hơn là nó như vậy ha anh em. Và cái điểm quan trọng thứ ba mà anh em cần đặc biệt chú ý khi sử dụng phân bón cho cây, nếu mà anh em tưới gốc thì nó dễ rồi. Giờ mình nói phân NPK, phân hóa học đấy ha, cho nó dễ. Là nếu mà anh em tưới gốc thì cứ pha vào thau hay là thùng B rồi gì thì anh em cứ đi tưới thôi thì nó dễ, không đáng nói. Còn nếu mà khi anh em cần phun phân bón lá, phun lên bộ lá cây á, thì anh em phải nhớ chú ý điểm này nha. Điểm này mình cũng đã từng mắc phải rồi đó, là anh em nên pha ra ở bên ngoài thùng B hoặc là cái thau hay là cái gì đó, vật dụng gì đó, rồi đánh thật đều lên, rồi anh em mới cho ngược vào cái thùng của cái bình để đem phun anh em. Chứ anh em không nên pha trực tiếp vào bình phun ha, là nó sẽ dẫn đến dù cho anh em có giảm liều luôn nữa, dù cho anh em đúng liều lượng hoặc giảm liều nó vẫn bị phạm. Vì sao bị phạm thì mình đã có clip giải thích rất là nhiều lần rồi ha, rất là kỹ luôn. Và thêm một việc của cái điểm quan trọng thứ ba này nữa là khi anh em sử dụng phân bón á, có thể anh em chia nhỏ số lần sử dụng ra là nó rất là an toàn. Mình lấy ví dụ đi ha. Giả sử trên cây này một tháng mình sử dụng 10 gram một tháng nha. Đó cái này mình lấy ví dụ nha anh em đừng có lấy theo cái liều lượng này ha. Đó. Ví dụ một tháng mình sử dụng cho cây này 10 gram thì mình có thể là chia nhỏ ra bằng cách là nửa tháng mình sử dụng cho cây này 5 gram, rồi nửa tháng sau mình sử dụng cho cây này 5 gram. Và nếu anh em có thời gian nữa, một cái nữa thì anh em có thể chia 4 ra, là một tuần anh em sử dụng 2 gram rưỡi, 4 tuần thì thành 10 gram. Đó, chia nhỏ số lần sử dụng ra thì nó rất là an toàn, không bao giờ mà phạm phân anh em. Ha, nhưng mà phải chú ý là pha vào bình đem phun thì phải pha ở ngoài như hồi nãy mình nói là được rồi. Và chia nhỏ số lần này sử dụng ra thì mình chắc chắn với anh em cây vẫn phát triển ổn định. Đó, cây vẫn phát triển ổn định trong vòng một tháng nó vẫn nạp đủ dưỡng chất. Đó, rồi là nó không, nó an toàn, không bao giờ bị phạm phân là như vậy đó. Rồi, như vậy mình cũng đã chia sẻ đến với những anh em mới tập chơi á, là ba cái điểm đặc biệt cơ bản và cũng rất là quan trọng đến với những anh em ha.
Cái này coi như là một xíu kinh nghiệm nhỏ của mình để truyền đến những anh em mới tập chơi, để đỡ giữ lại cái phần tiền học phí cho anh em. Chứ mình ngày xưa mình đóng học phí bằng cái việc mà chết cây nhiều lắm anh em. Cho nên là hôm nay có clip này, mong rằng anh em ít nhất xem clip thì cũng phải xem ít nhất tới đoạn này ha, để mà sử dụng phân bón cho cây mình nó an toàn mà nó cũng đầy đủ dưỡng chất thôi à. Còn bây giờ mình xin được dừng clip ở đây nha anh em. Thì anh em xem clip á, thấy rút ra được những gì đó hữu ích cho mình trong cái việc chăm sóc cây mai nói chung và trong cái việc bón phân cho cây mai nói riêng. Thì nhớ ấn like để giúp cho clip chạy cho tốt trên trang mạng YouTube nha anh em, đến được với đông đảo anh em mới tập chơi hơn, để mà cũng có được cái cách để sử dụng phân bón cho cây nó hợp lý hơn. Thì những anh em nào là vào sau xem kênh, nếu yêu mến kênh mà chưa đăng ký thì nhớ ấn đăng ký ha, rồi ấn vào quả chuông, rồi ấn vào chữ tất cả, thì mỗi khi mình up clip mới lên thì YouTube đều báo về máy cho anh em, để anh em cùng xem cùng làm chung một lượt với mình luôn ha, để giúp cây nó phát triển đồng loạt với nhau, tuy là nó không bị được với các nhà vườn anh em. Cái cách làm của mình là cách làm đối với những anh em trồng mai nhà đơn giản một chút ha, nhà vườn phân thuốc mình không có đua kịp đâu nha anh em. Thôi chào tạm biệt anh em ha, hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo. Bye bye.